Xin chào quý khách hàng, hôm nay âm thanh số trí tâm của bên em sẽ khui hợp giới thiệu cho mọi người một siêu phẩm đến từ nhà RCF Model là NX912A, sản xuất tại Ý Hàng chính hãng nha mọi người, sẽ được bảo hành là 12 tháng Âm thanh số trí tâm của bên em là đại lý ủy quyền của nhà phân phối RCF ở thị trường Việt Nam Đây là cái chứng nhận em sẽ chèn vào chỗ này cho mọi người thấy ha Nên mua hàng ở bên em là hoàn toàn yên tâm nha mọi người Series NX thì mình sẽ có là 910, tức là Bass 25 Trước đây em đã giới thiệu trên kênh rồi. Hôm nay thì mình sẽ vào một cái em cao cấp hơn chút xíu, NX912 Bass 30, thùng gỗ dòng Pro. Ok ha. Trước tiên thì em sẽ lướt qua một lượt về cái mặt à, hình dáng bên ngoài của vỏ thùng để mọi người cùng nắm ha. Thì mình sẽ có cái số seri của sản phẩm, tem cái tem bạc này nè mọi người. Thì uh, trên cái số seri này nó sẽ có bao gồm chữ và số. Thì mọi người có thể truy cập vào trang chủ của RCF, mình sẽ điền cái mã số này vô để mình sẽ kiểm tra hàng chính hãng cũng như là mình sẽ kích hoạt bảo hành trên đó ok luôn ha hoặc là mình không không biết mấy cái thủ tục đó thì cứ liên lạc trực tiếp lại với em cung cấp cho bên em cái số series này chụp hình đó, gửi cho em thì em sẽ truy cập và em sẽ báo cho mọi người biết là hàng chính hãng hay là hàng không chính hãng lưu ý giùm em ha kế đến là mình sẽ có uh, mã vạch của sản phẩm rồi thùng hộp quay các góc cho mọi người xem ha thì uh, phiên bản nx 912 a bass 30 năm 2024 được cải biên một chút xíu đó là nó có thiết kế cái tay nắm mới nha mọi người nó ghi nè new handle design ha chút xíu nữa mình mở ra mình xem coi nó có new handle design nó như thế nào đúng rồi mọi người mặt lưng thì mình sẽ có một cái tem bảy màu và cũng như là cái số seri và cái mã vạch của sản phẩm ha mọi người ha lưu ý tất cả các sản phẩm rcf được bán ra tại âm thanh số trí tâm của bên em là đều sản xuất tại ý và là hàng chính hãng ok ha rồi bây giờ thì em sẽ cuối thùng giới thiệu cho mọi người ha bên em mà suốt ngày cứ khui siêu. Ngoài các cái sản phẩm RCF ví dụ như là RT nè, NX nè, sub 705 nè thì còn có rất là nhiều siêu phẩm khác nè mọi người. Em lấy ví dụ như là van số mới về một bầy nè, Mackie cũng mới về một bầy nè, hay Sennheiser mới về một bầy kìa mọi người thấy chưa? Quá trời quá đắt luôn. Tháng này là cái tháng thời gian mình để dành tiền để đầu tư nha mọi người. Qua tháng sau là chuẩn bị xô tới rồi. Cắt cái này cũng phải rất là khéo nha mọi người Cái này là phải cắt rất là khéo nha Nó sẽ có cái đai bấm của nó nè Cái đai bấm của nó là tụi em là cắt là đứt luôn á Chứ không phải là cắt mà cái kiểu mà mình nắm mình ghi một cái bạc 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 lên là coi như là cắt xong là cái cái thùng nó tè le tắt lét luôn thấy gớm nha mọi người ha Bên trong thì mình sẽ có Tụi này là nó đóng cái kiểu thùng cắt tông nha mọi người Rồi em nó lộ diện luôn Nằm trong bọc lông ha Rồi quất ra luôn Bên trong thì mình sẽ có cái sợi dây nguồn Dây này cũng khá là dài nha mọi người Và một cái chứng nhận bảo hành Bên trong nó cũng sẽ có cái số seri Cái số seri này nè Nó sẽ thể hiện trên cái thùng loa Và trên bản thân cái thùng cắt tông Và trong cái phiếu bảo hành hay mọi người ha Ngoài ra thì còn có thêm một cái móc chìa khóa Để quảng cáo cho hãng ha mọi người Sau lưng sẽ là hướng dẫn sử dụng ha nói em nói nè mọi người Nhìn nè với mọi người, NX912 sản xuất tại Ý ha. Em này thùng gỗ nha mọi người, sơn cát nhám rất là đẹp, rất là sang ha. Đây là mặt hông thì mình sẽ có cái tay nắm được thiết kế với cái ốp nhựa ở dưới rất là êm tay ha mọi người, rất là êm ha. Mặt sau thì mình sẽ được bát gốc và nó sẽ có hai mặt nha mọi người. Mặt bên này thì sẽ lắp cái mặt công suất cũng như là DSP. Còn cái mặt góc bên này thì sẽ được lắp bốn cái chân, mục đích là để làm cái loa monitor sân khấu góc nghiêng ha mọi người ha và tương tự đây là cái mặt hông hai cái tay nắm rất là đã nha mọi người thiết kế rất là đẹp ha thì em này sẽ có khối lượng là 20 kg 8 và có kích thước chiều cao sẽ là 62 chiều rộng từ trái qua phải là 36 và chiều sâu từ trước ra tới sau sẽ là 40 đơn vị là cm hay mọi người em này thì sẽ được thiết kế là một bass 30 và một trep cái bass thì sẽ có cuộn coi là và cái trep sẽ có cuộn coi là 44.5 góc phủ sẽ là góc ngang 100 độ và góc đứng sẽ là 60 độ crossover giữa cái pass và cái trep sẽ là 1 ký 6 em này sẽ có công suất cực đại là 2.100 w và độ lớn maximum là 130 db về phần công suất thì nó sẽ phân chia cái pass maximum làm việc sẽ là 1.400 w và cái trép maximum làm việc sẽ là 700W thì tổng công suất là 1400 cộng với 700 là một maximum nha mọi người ha rồi đã chưa cái em này thì mặc dù em chưa từng giới thiệu chi tiết trên này nhưng mà em đã bán khá là nhiều rồi cũng như là có rất là nhiều video test trên kênh âm thanh số trí tâm của bên em rồi ha mặt sau thì mình sẽ có một cái mạch công suất cũng như là bộ DSP của RCF ở bên trong về mặt hình dáng thì mọi người có thể nhìn thấy là nó na ná với lại những sản phẩm trước đây Em lấy ví dụ như là ART cũng hình dáng nó na ná như vậy. NX910 hình dáng nó cũng na ná như vậy. Công suất nó cũng na ná như vậy. Ok ha. Mạch công suất của RCF được thiết kế là không có quạt tản nhiệt nha mọi người. Do đó nhiệt độ của nó sẽ thoát nhiệt thông qua nguyên một cái bản nhôm nguyên khói như vậy luôn. Thì tất cả những cái model em đã từng giới thiệu trên kênh của em. Ví dụ như là ART912, 910, 932 và NX910 đều có mạch công suất nó na ná như vậy nó chỉ khác nhau về thứ nhất là điểm crossover thứ hai là về driver và thứ ba là về chất liệu vỏ thùng bây giờ thì em sẽ lưu qua các cái góc cạnh cho mọi người thấy ha mặt trước thì được thiết kế là cái mẫu mới 2024 rất là liền mạch và rất là hiện đại đúng không mọi người lưới sẽ là lưới thép ha bên trong mình sẽ có cái bông như cái đồ bơi bản của mình á nó sẽ giúp cho trắng bụi rất là đẹp đúng không mọi người thùng sẽ là thùng gỗ sơn sần cát rất là đẹp cái mẫu như vậy thì nói thì nói rất là đẹp nhưng mà mọi người nhìn trong video em chả biết là mọi người cảm nhận được là cái độ đẹp nó như thế nào nhưng mà khi đến trực tiếp sờ 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 như vậy nè cao 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 như vậy nè mới thấy là nó đã như thế nào ha mọi người ha em này thì em sẽ lặp lại các thông số kỹ thuật của em nó trước khi mình sẽ đi vào cái video số 2 mình sẽ test tiếng em này ha model sẽ là nx912 pass 30 thùng gỗ dòng Pro và là dòng cao cấp chỉ thua dòng TT của RCF. Em này là sản xuất tại Ý, hàng mới chính hãng bảo hành 12 tháng. Lưu ý giùm em ha. Bass sẽ là Bass 30. Maximum công suất là 2100W. Em này sẽ có độ lớn cực đại là 130 dB. Với cái đáp tuyến của NX910 em thấy rất là đẹp, từ 50 hạt cho tới 20 kg. Thì một số cái không gian nhỏ ví dụ như tầm khoảng 20 15 m thì mình không cần thiết phải đầu tư súp ha còn nếu cái không gian của mình rộng hơn hoặc là mình chơi ở không gian mở thì mình nên trang bị thêm một cái em súp sao cho nó phù hợp cân xứng với em này thì em này nx912 nó sẽ có độ lớn maximum là 130 db thành ra mình nên đầu tư thêm súp từ 132 cho tới 133 db là phù hợp 30 cũng được 40 cũng được 50 cũng được ok ha mọi người ha rồi các cái thông số em đã chia sẻ cho mọi người rồi Bây giờ thì mình sẽ tiến hành video mình test thử cái em này để mọi người xem thử coi em này chất lượng tiếng nó như thế nào ha. Quý khách hàng có nhu cầu mua sắm hoặc là thắc mắc hoặc là cần cái nhu cầu gì thêm thì vui lòng liên lạc lại số điện thoại để góc bên tay trái màn hình ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này.